Thưa quý vị, sau 7 năm đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Israel, VIFTA mới đây đã chính thức được ký kết. Đây là Hiệp định Thương mại đầu tiên giữa một nước Đông Nam Á với Israel và là FTA thứ 16 giữa Việt Nam với các đối tác toàn cầu. Israel hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Israel là nước có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu cao. Với VIFTA, Israel cam kết xóa bỏ thuế quan với tổng cộng 92,7% số dòng thuế, trong đó 66,3% số dòng thuế sẽ về không ngay khi hiệp định có hiệu lực và 26,4% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ với lộ trình từ 3 đến 10 năm. Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, việc ký kết và triển khai thực hiện VIFTA sẽ là đòn bẩy để các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, nông lâm thủy sản thâm nhập sâu hơn vào thị trường Israel, đồng thời tiếp cận các thị trường khác như Trung Đông, Bắc Phi và Nam Âu. Cơ cấu nền kinh tế và mặt hàng xuất nhập khẩu của Israel và Việt Nam không cạnh tranh trực tiếp mà có sự bổ sung cho nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để hai nước thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của mình, đặc biệt là với VIFTA. Đây là chia sẻ của ông Nir Pakat, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho phóng viên VTV4 nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông cũng thông tin thêm về kế hoạch để hai nước có thể tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do này, giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Xin chào Ngài Bộ trưởng. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel VIFTA được ký đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Vậy xin ông cho biết tầm quan trọng của VIFTA cũng như nét đặc biệt của hiệp định này. 30 years is a long time. Suốt 30 năm qua, hợp tác song phương đã không ngừng phát triển. Hai nước chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng. Việt Nam có vị trí thuận lợi để trở thành cửa ngõ cho các công ty Israel và các công ty toàn cầu tại khu vực ASEAN. Khoảng cách địa lý trước đây là yếu tố ngăn cản Israel giao thương với các quốc gia trong khối ASEAN. Nhưng giờ đây, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều nhờ việc ký kết FTA với Việt Nam. Israel là một trung tâm công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm các cơ hội làm ăn trên toàn thế giới, đặc biệt là với một đất nước có vị trí chiến lược như Việt Nam. Tôi tin rằng việc ký kết FTA sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong quan hệ hai nước, đóng vai trò quan trọng trong việc vun đắp quan hệ song phương trong 30 năm tới. VIFTA sẽ có tác động như thế nào đến việc thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Israel trong thời gian tới? Việt Nam là thành viên của rất nhiều FTA. Điều này đã mang lại cho các bạn một lợi thế lớn, giúp Việt Nam trở thành một trung tâm giao thương trong khu vực và trên thế giới. Israel có dân số khiêm tốn, chỉ khoảng 10 triệu người, nhưng có khoảng 10.000 công ty khởi nghiệp. Israel muốn thiết lập mối quan hệ đối tác với các quốc gia và các công ty khởi nghiệp của Israel đang tìm kiếm các đối tác tiềm năng tại Việt Nam. Chúng tôi có lợi thế trong các lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, đổi mới sáng tạo và các giải pháp về nước, môi trường. Đây là lĩnh vực Việt Nam cũng đang quan tâm, còn các bạn là một trong những nhà sản xuất lương thực lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi cần thực phẩm, các mặt hàng nông sản chất lượng của Việt Nam. Chúng tôi cần nguồn cung cấp thực phẩm bền vững với quy mô lớn. Điều này cho thấy hàng hóa của hai nước bổ sung cho nhau. Vì vậy, cơ hội hợp tác là rất lớn, cả hai bên đều được hưởng lợi. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Israel đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ và với VIFTA, hai bên kỳ vọng thương mại hai chiều sẽ tăng lên 3 tỷ đô la Mỹ và cao hơn nữa trong thời gian tới. Vậy hai nước sẽ có những kế hoạch gì để tận dụng hiệu quả FTA này thưa ông? Một tin vui mà Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thông báo mới đây là chúng ta có một đường bay thẳng giữa Israel và Việt Nam. Điều này sẽ giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn nữa, cả về địa lý và tình cảm. Chúng ta sẽ thấy việc kinh doanh giữa hai nước dễ dàng hơn rất nhiều vì có đường bay thẳng này. FTA sẽ giúp mở rộng thị trường, nhưng cùng với đó, các doanh nghiệp sẽ cần phải đổi mới để đáp ứng thị trường và không đánh mất lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi cũng hy vọng sớm thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp hai nước. Chúng ta có những kỳ vọng lớn hơn và lâu dài hơn, và tôi tin rằng có thể tăng kim ngạch song phương tăng lên 10 lần trong 10 đến 15 năm tới. VIFTA sẽ là nền tảng giúp chúng ta thực hiện mục tiêu. Một khi chúng ta đi đúng hướng, mọi thứ sẽ phát triển rất nhanh.
very steadily, positively. Once again, một lần nữa xin cảm ơn Bộ trưởng đã tham dự chương trình.